Hiện tại thì mình đang đi ở trên cái cây cầu ở trên đỉnh núi Ba Thê đó các bạn. Thì có một cái cây cầu ở trên núi nè, và rất là hiếu kỳ. Ở trên đây thì bắt một cái cây cầu như thế này thì ở dưới chân á, dưới chân thì rất là sâu luôn. Đây xuống dưới thì tầm khoảng mười mấy 20 mét. Thì mình đi qua bên đây mình khám phá cái chót ông tà ở trên đây, mình chia sẻ cho cả nhà xem ha. Rồi, ở trên đây còn một cái đỉnh ở đây là chót ông tà, thì mình sẽ lên đây mình khám phá, mình chia sẻ cho cả nhà xem để ở đây có cái sự tích như thế nào và có sự tâm linh quyền bí gì ở nơi đây nha. Thì mời bà con cô bác cùng bước chân theo mình nha, để tìm hiểu thêm về cái lịch sử ở vùng đất ở núi Ba Thê mình, thị trấn Ốc Eo. Có cái bậc thang đi lên trên cái đỉnh này nè các bạn. Mình sẽ lên cái chót núi Ông Tà trên đó, nằm tuốt ở trên đỉnh luôn. Đây là cái vùng đất Ba Thê. Ở trên này không biết có cái sự linh thiêng gì không. Ồ, ở đây có bằng đá nè. Có bằng đá nhìn rất đẹp. Ở dưới là cái đồng bằng. Ở bên đây thì có cái này kia bằng cái gì không biết mà thấy nó ngộ ngộ nè các bạn. Ở đây nó ngộ ngộ nè, thấy cái này rất là ngộ ha. Khung cảnh xung quanh rất là đẹp. Ôi ôi, ông tà thiệt nè. Ồ, ở đây có miếng ông tà thiệt luôn bà con ơi. À, giờ mình nghe nói ông tà nhưng mình chưa có dịp. Ông này lấy ông tà cái chợ ông tà ông kia kìa. Ông này. Ủa. Tao để chót ông tà đó. Ông này làm gì cụ? Ông này làm gì? Ông tà hay gì? Sơn tà. Sơn tà. Có với đồng có đồng bằng lên không biết. Chị cũng ở đồng bằng lên chứ đồng nào. Chị cũng làm nè. Mấy ông tà. Chót ông tà hả? Bây giờ thôi. Đây thì bà con đã lên đây để cúng vái tại cái núi này. Nhưng ông tà nhưng mà ông cái biệt danh của ông là tên chót đây ha. Chị em đi về cho làm ăn có cái chánh có tài có lộc, đi chợ làm quan ăn khỏi.
mình sáng suốt làm đâu được đó, mùa mai bắt đắt. Vậy là cụ cũng gần nhà ông Năm Lực hả? Năm Lực nó cá hả? Năm Lực bên đạo á. Cũng ở gần đó. Dạ. Thì bà con ở đây cũng rất là tin tưởng những cái người tâm linh mà muốn bà con đến đây thì đều có cái sự may mắn và làm ăn phát tài phát lộc. Này thì tất cả bà con mình đến đây để mà cúng vái ở trên chót ông Tà ở khu vực núi Ba Thê nè. Thì chỗ này rất là linh thiêng, thì những cái người dân ở khu vực này thì đến để cầu phước, cầu tài, cầu lộc và cầu bình an, cầu cho bá tánh vạn dân để được mạnh giỏi. Ở trên này không có bán quán hả cụ? Quán xá tại đó có nhà đó, ta bán cà phê, bán mì rồi mình lên đây nhà mình ở tới chiều thì có ăn. Rồi mấy cái ông mà hút chích lên mà phá quá trời. Yeah. Chuông mỏ rồi để đây cũng đâu lấy để cái lấy hết trơn. Yeah. Rồi, bên kia. Giờ, không bán. Bên kia có cái điện gì ở bên kia đó cụ? Vòng này là cụ tám mấy tuổi mình rất là khỏe luôn à, trẻ. Cụ có người mình có bệnh hoạn gì không cụ? Dạ. Như vậy mình thích sáng xuống chợ bán rồi thì lại bệnh nằm rước đi chợ gió mà cậu dùm không bằng tiền ai nha. Dạ. Rồi đi chùa đi núi, muốn đi giờ nào rồi đi vậy đó. Dạ, bà cụ là thấy cái sự linh thiêng ở trên núi này là rất là linh thiêng đúng không cụ? Linh thiêng. Dạ. Có người nào mà bị bệnh ma tài gì đến đây mà trị được không cụ? Có người không? Có thầy chị. Là cụ thấy là cái sự điều đó là thầy linh lanh, lên đây cúng đồ lại rồi về. Mấy cái chỗ cây đau bệnh đó lên đó, mấy cái đó đâu dính lên sức mẹ rồi hết rồi. Nhưng những người mà bị, bị ma nhập được ha. Cái con quần đen nè. Con gái thứ bảy. Đi theo. Thì bà cụ mới nói là có cái cô quần quần đen á, thì cô đó cũng có cái phần căn. Có phần căn thì để mình đi núi đi non để mình cúng để mình giải căn đó các bạn. Củ quyền tự phước cho mình lên núi mình cúng nha. Ăn thua cái tâm của mình. Yeah. Mình đi lên núi mình cầu xin, mình nguyện là cái tâm của mình. Yeah. Mình nguyện, mình ước mong cái gì của mình là mình lên, mình tự cái tâm mình nguyện. Mình cúng mình lại mà cái tâm không có cũng không có được cái gì. Yeah. Mình phải thành tâm ha. Phải ăn thuốc cái tâm của mình. Thành tâm là tức là mình không có suy nghĩ có chuyện gì mà khác hết. Ừ. Cứ chuyên tâm vào cái tu cái niệm làm phước làm gian. Mà cái người mà cứ mình mà... cái gì ai nói gì mình không có hướng theo hết. Yeah. Cái gì của mình giữ cái căn gốc của ông cha của mình. Yeah. Cái người mà tâm địa xấu xa là cúng như thế nào cũng không có hết bệnh đó cô. Không hết. Cái lòng như là mình tham hay cái gì không có tốt đó. Bây giờ mình không ăn mặn đi nữa đi mà có cái lòng
cái gì cũng thành hết trơn. Mà chú đi lại hoài mà cái tâm cũng không có, không biết làm phước làm phận cũng không được chi. Như vậy đó. Nhưng mình nè, như bà Tư nè, giúp gió buông cương, bà Tư đi đường thẳng đối. Vì thương cha già phải đành nối gót theo cha ông. Như ông già ông nội hồi đó làm phước, rồi bà Tư già rồi đi cũng làm phước. Giờ muốn đi đâu ngồi bán vậy đó, mà cái làm muốn đi hướng nào thì phải đi lại ngay đó mạnh. Rồi như cậu gió cậu đồ đó, đi đâu người ta cầu xin giàu có, còn bà Tư đi giá cho về cầm cái đồng xu cạo gió cho bá tánh dặn dặn tâm họ, điều chi cũng được lành, điều chi cũng hết, cạo cho ai cũng được khỏe hết trơn. Ôi, người ta thử hại nè, mình lên mình thử ai để cho mình về mình đẹp, mình có tiền đây. Thử hại là lý do sao mình được được phước gì cùng thì mang vậy đó để hết. Mình được phước ha. Rồi có thử hài nữa kìa. Bằng lên. Dạ. Còn con gái của cụ. Con gái. Bữa nay như cả ở ngoài thành phố về dắt đi nó đi nè, đi Thành Đình. Anh thử hài không? Dám thử hài là sao? Không? Thì máy bình thường, nhưng mà mình thử hài là mình thì cái cô nó có thể cho mình nói. Đã nói nha nè, muốn nói chuyện từ tắt tiền thì nói. Bị luôn không bị vậy? Trời ơi, tại chú không biết. Thì mẹ con mà sao không biết được? Mẹ con bị thì mẹ mới nói thôi chứ. Chị hỏi đi, nhỏ em. Để chị nói. Nói chị nói. Giờ cái nữa lại. Giờ cái này nó bị mỏi á, đẹp 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 đi. Mỏi chứ. Có không, có mỏi gì không? Có, mỏi dài. Nó là cái mỏi dài mỏi cổ. Ta đi đi, đi vô cái nó phải núi đi đâu. Vinh, Hồng Sinh, nhai ngày mấy tăng mấy, kiến họ ti bao nhiêu tỷ, là cái kiến họ của cậu Nhan á. Kiến họ ti bao nhiêu tỷ, kiến họ ti bao nhiêu tỷ, thành tâm con cầu nguyện. Rồi họ độ cho con hết bệnh hết bạn, thông minh đáng quốc trở gì ra được cho thận chú tài, có khó tốn gì đâu. Ráng mà cầu Vinh, cái tâm tốt đó, cái tâm. Cái lòng tốt, cái lòng tốt. Bởi vì bà cái đi khi đi quay gì đó. Đi lên cái non gì tôi không có biết, mà trở về ra hủng một cái đình bông cho đẹp cúng cho quốc viện. Mà đình trong đó là đình có cái con cúc trắng nhìn chung nha, có màu trắng đình như cái con cúc trắng, con gì cũng được, một mình bằng đầu cao. Cái này là nằm trên cái dạng ông, trên cái dạng ông bánh chi hằng đó. Cái tâm tốt lắm. Nhà con thì có thờ cái ông bác con là mất lúc 7 tuổi, là bây giờ đang cúng là ngày ngày luôn. Tôi biết mà, tôi nói là bên nằm cái dạng ông. Dạng ông phải không? Thì ông bác đó, bác đó. Thì bác là ông rồi đó. Tao không biết mà, nhưng nhìn sao là út. Thì đang thờ đó, đang thờ nhà. Rồi hàng ngày cúng cơm luôn. Bây giờ hai cái này có mỏi ơi, giờ mỏi cũng như là giác cục giác bự. Đúng rồi, mỏi lắm. Về cúng đi. Về sôi bóp ở đầu cũng không hết nổi. Bởi vì cái thằng đó đang cái về năng hậu đó đó. Giờ tôi về tôi cầu nguyện với giấy xin. Thì em cũng đi non nhiều lắm. Đi non nhiều lắm. Nhưng mà quay nhiều hơn cũng cầu nguyện nhưng mà ít lắm. Tại vì thời gian không có. Lo đi quay không hả? Thời gian mình không có nhiều. Cũng như em lo em đi quay đó thôi, chứ em cúng thành thành tâm thì em chưa có. Chia sẻ cho bà con lại cúng thôi, chứ mình cũng không có, mình nhỏ tuổi với lại mình đi chơi với đồng bằng á. Đây thì thôi thì mình cũng xin kết thúc cái video ở đây. Thì nếu cả nhà xem video thì thấy hay thì cho một like và một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần mình nhé. Để mình đi khám phá những cái vùng núi, những cái vùng tâm linh và những cái vùng đất hoang sơ mình gửi đến cho cả nhà cùng xem. Nếu cả nhà thấy hay thì đừng tiếc một like để ủng hộ kênh nhé. Rồi xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn các bạn vào những video tiếp theo nữa nha.